Hello mọi người, xin chào mọi người đã trở lại với kênh vlog của mình nha. Và mình kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu nhé. Và do nhu cầu mình quay clip nhiều hơn, cũng như là mình quay chất lượng cao hơn, thì mình cần thêm một cái thẻ nhớ để đảm bảo việc lưu trữ clip. Thì mình cũng đã phát hiện ra được một cái shop này bán thẻ nhớ này, mình thấy là rất là ổn luôn. Và giá cả thì cũng rất là rẻ. Như cái thẻ nhớ này hồi đó mình mua chung với chiếc camera của mình nè, 32 GB mà mình mua giá tới 400 ngàn lận. Còn cái thẻ nhớ này 64 GB, mọi người đoán thử giá nó là bao nhiêu? Mình mua chỉ 285 ngàn thôi đó mọi người. Mà mình đã gắn vô chiếc camera của mình rồi, mình quay 4K thì mình thấy cũng bình thường luôn, cũng ổn luôn, quay ổn lắm mọi người. Thì một lát mình sẽ gắn đường link của cái thẻ nhớ này ở phía dưới cho mọi người, có thể ai mà muốn mua thì mọi người có thể nhắn vô đường link mua nha, ở phần mô tả mọi người. Thì sau đây mình sẽ quay tổng thể hai cái cho mọi người so sánh nha, cho ai mà gành về thẻ nhớ thì mọi người có thể đưa ra nhiều nhận xét hơn ở phía bên dưới, ở phần chứng minh nha, ở phần bình luận. Mặt trước của nó như thế này nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp mặt sau. Đây là thẻ 32 GB, đây là thẻ 64 GB nè mọi người. Nó khác nhau ở điểm trên này thôi, chứ ở đây nè. Rồi đây thì có thêm, nó khác nhau một số điểm. Mình thì cũng không rành thẻ nhớ cho lắm, nhưng mà mình gắn vô xài thì mình thấy ổn. Thẻ nhớ 64 GB mình mới mua thì người ta có dán thêm cái nhãn này nữa nè mọi người. Nhãn nhà nhập khẩu đồ nữa, thông tin rõ ràng lắm. Rồi mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem. Cái thẻ của chúng ta đây nè mọi người. Đây cũng có tem dán đây nè. Thì mình thấy shop là họ nói là bảo hành 5 năm đó mọi người. Mà thẻ nhớ này mình nghĩ là nó cũng khó hư lắm. Bảo hành 5 năm thì cũng an tâm rồi. Còn đây là cái thẻ nhớ 32 GB của mình. Thì mình thấy là khi mà thẻ nhớ so sánh á thì mình thấy là nó giống nhau không luôn à. Mới bắt đầu mình mua á là mình cũng sợ là mua chúng hàng giả, mua về xài không được á. Nhưng mà mình thấy giá cũng rẻ quá cho nên là mình mua thử. Nhưng mà khi về á, mình gắn vô mình quay á thì mình cũng rất hài lòng, tại vì nó quay nó không có giật lắc gì hết trơn á. Nó quay mượt mà lắm mọi người. À, mình mới phát hiện ra một điểm nè mọi người. Cái thẻ nhớ 64 GB á, là U3 A2. Còn cái thẻ nhớ 32 GB của mình là U3 A1. Còn khi mà bao bì á, cái thông số của nó nè mọi người, cái này là chỉ 100 thôi, còn cái này tới 170 lần. Là mình thấy cái thẻ nhớ 64 GB này nè, cái thông số hình như là nó sẽ cao hơn cái 32 GB này của mình. Ai mà gành về thẻ nhớ thì có thể đưa ra những bình luận ở phía bên dưới nha, để cho mọi người có nhiều thêm nhiều kiến thức hơn. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây. Và bây giờ thì mình gắn cái thẻ nhớ 64 GB này vô con Google của mình để quay cho mọi người xem thử nha. Nè, mình đang 4K nè mọi người. Bấm quay luôn, nó quay được hết trơn luôn. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình.
Mọi người thấy clip hay thì nhớ đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo.